Dương Giang, Quảng Đông. Rất nhiều khí tài cùng xe tăng được điều chuyển để cho cuộc tập trận quy mô cực lớn ở phía Nam Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Dương Giang, Trạm Giang đang tập trung rất nhiều khí tài hạng nặng, từ đây qua Việt Nam có vài tiếng, gần hơn rất nhiều đến Đài Loan. Mà đi cháu xì hùi cái nào hả? Hôm nay mà có một hiện trường thì bà hả? Cái hết thầy, có lưu thị. Thì cái gì cả? Thì cái gì cả? Chuẩn bị tá Mỹ của đây là chắc chỉ một phun cháy đến lầu mắt anh đi nhốt à. Vũ trường quân nào hữu để mà thấy có cái gì à. Ông quân lập cao kiểu cái phun lầu đây. Thân nạ với tá Mỹ của đây. Kế thở đấy, lây con nạt thở đấy chỉ mọi tài thôi, có rồi đấy ba. Cứ hay ôi chất thở chất cơ nào vậy? Cứ nó giấu hơn là giấu không chịu cơ. Chuông quân nào cũng thấy được hả? Ha ha ha, 问什么的说